Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người quay trở lại với cả video tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người là làm thế nào để xóa sạch cái những dữ liệu rác hoặc là mình giải phóng dung lượng cho cái điện thoại Samsung của mình nhé mọi người. Thì đầu tiên chúng ta sẽ vào phần cài đặt. Đây mình có cái nút nóng cài đặt nhé mọi người ở trên cái thanh công cụ này. Mình sẽ vào cái phần chăm sóc thiết bị nhé các bạn nhé. Đây mình sẽ vào phần lưu trữ các bạn ạ. Thì hiện tại của mình là dung lượng trống thì chỉ còn 8,8 GB thôi nha các bạn nhé. Đây mình sẽ chọn tất cả các video trong đây, tất cả những cái ở trong bộ sưu tập của mình, và mình sẽ xóa đi nha mọi người nhé. Thì ví dụ như các bạn xóa đi như thế này đúng không, nó thực ra nó vẫn chưa hết ở trên điện thoại đâu nhé mọi người nhé. Như ví dụ như các bạn dùng iPhone đấy thì các bạn có thể là vào cái phần thùng rác ấy, thì nó rất dễ, nhưng mà dòng Samsung này thì hầu như là ít người biết đến cái phần thùng rác đấy nhé mọi người nhé. Thì chúng ta sẽ vào vẫn ở trong cái bộ sưu tập này, chúng ta vào cái ba chấm này các bạn này, thì nó sẽ hiện lên cái thùng rác ở dưới này nhé các bạn nhé. Đấy, thì ở trong cái thùng rác này thì lại rất chi là nhiều những cái mà chưa xóa, thì chúng ta chọn và ấn chọn tất cả xóa. Lúc này thì mới xóa sạch được cái dữ liệu mình xóa đi, đấy nó chỉ là đơn giản là ảnh thôi nhé mọi người. Tiếp theo mình vẫn vào cái phần cài đặt đấy, đây các bạn, chăm sóc thiết bị này các bạn này, thì lúc này cái dung lượng bộ nhớ là nó đã ra 10 GB rồi này các bạn này. Và những cái tài liệu mình tải ở trên web về, hoặc là những cái bản Word Excel mà mình không dùng đến nữa, thì mình sẽ chọn mục này và xóa tất cả đi nha mọi người nhé. Đấy, tất cả những cái file này đi. Đây hiện tại là đang 10,6 GB nha các bạn nhé. Đây, âm thanh lắm lúc mà mình ở trong những cái cuộc gọi điện này thực ra nó cũng rất chi là tốn dung lượng nha mọi người. Thì chúng ta nhỡ tay ấn vào cái chỗ cuộc trò chuyện hoặc là cuộc ghi âm, chúng ta cũng chọn để chúng ta xóa đi. Còn cái phần ứng dụng này thì những cái ứng dụng này là những cái app của điện thoại nha mọi người. Những cái app nào không quan trọng thì các bạn xóa đi hoặc là giải phóng cái dung lượng cho nó. Đây các bạn này, thì dung lượng trống đã lên là 10,7 GB rồi nhé các bạn nhé. Thì các bạn làm cái này thường xuyên sẽ giúp cho cái điện thoại Samsung của bạn, hoặc là những cái hệ điều hành Android. Hệ điều hành Android thì các bạn phải nên thường xuyên dọn, thì cái tốc độ của máy hoặc là mình dùng máy nó sẽ được mượt hơn nhé các bạn nhé. Nó không như dòng iPhone, là thường thường dòng iPhone nó hỗ trợ rất tốt ở những cái phần mềm, nó chạy iOS rất tốt hơn dòng Android. Còn những dòng Android này hoặc là kể cả Samsung thì các bạn biết dùng và tối ưu bộ nhớ liên tục thì cái máy nó dùng nó mới mượt được nha các bạn nhé. Bởi vì mình lúc mình tối ưu như này là mình đang giải phóng RAM đấy các bạn. Đấy thì theo kiến thức của mình nó là như vậy. Thì cái video này mình chỉ hướng dẫn các bạn là dọn rác như vậy thôi, dọn rác cho chiếc điện thoại Samsung và Android. Thì các bạn thấy clip của mình hay và hữu ích thì cho mình một like và một lượt đăng ký và chia sẻ video giúp mình để cho mình có động lực ra những cái video tiếp theo. Đấy, bây giờ thì mình xin phép dừng video tại đây. Hẹn các bạn ở trong những cái video tiếp theo nha các bạn nhé. Xin chào tất cả các bạn.